Xin chào quý khách hàng đã quay trở lại kênh YouTube CNC Đông Phương Wincam. Anh Trường là một trong những khách hàng mới của CNC Đông Phương Hà Nội. Trong tháng 5 vừa qua, anh Trường đầu tư một chiếc máy CNC đục gỗ 4 đầu tại công ty Đông Phương. Sau khi hoàn tất thủ tục, anh đã sắp xếp thời gian và lên công ty học chuyển giao công nghệ. Ở video này, cùng xem lý do vì sao anh lại lựa chọn CNC Đông Phương Hà Nội. Tôi tên là Trường, tôi ở Thanh Thủy, Phú Thọ. Thì hiện nay thì các ngành công nghiệp đều đã áp dụng các khoa học kỹ thuật rồi công nghệ thông tin vào trong cái lĩnh vực, và ngành mộc cũng vậy. Thì trong cái quá trình làm việc thì làm công việc thì tôi cũng tìm hiểu rất nhiều cái dòng máy, nhưng mà trong khi đó tôi tin chọn máy đục gỗ CNC Đông Phương. Tại vì nó có một số đặc điểm vượt trội như sau. Như thứ nhất thì nó cái phần mềm để mình sử dụng thì nó rất là phần mềm tiếng Việt, rất dễ sử dụng, và quá trình học tập thì lại quá trình chuyển giao thì ngắn và rất dễ hiểu. Rồi thì về giá cả thì nó hợp lý với cái nhu cầu công việc, sử dụng công việc của mình. Và cái thứ hai là cái do máy này được lắp đặt ở trong nước nên là cái linh kiện có sẵn ở trong kho, nên là trong quá trình bảo hành thì mình không phải đợi chờ lâu. Còn về trong một tuần này mình được học tập và về chuyển giao công nghệ dưới này thì mình cảm nhận của mình về công ty là chỉ một từ thôi là rất tốt. Còn về thứ nhất là về xuống đây thì về từ nhân viên, rồi thì thầy giáo chuyển giao, rồi thì đến các chú bảo vệ hoặc là các anh làm kỹ thuật bên công ty thì rất này là thân thiện, hòa nhã và giúp đỡ nhiệt tình. Nếu mà mình có chỗ nào mà mình vướng mắc thì cũng nói chung là mình hỏi chỗ nào thì các anh, các chị hoặc là các chú cũng giúp đỡ nhiệt tình. Và vào trong môi trường của công ty này thì mình thấy là khá là thoáng đãng và môi trường làm việc là sạch sẽ. Dưới đây hãy cùng tìm hiểu cấu hình máy 13254 đầu mà anh Trường lựa chọn như thế nào nhé. Cơ sở mộc của anh Trường chuyên gia công các chi tiết đồ gỗ mỹ nghệ, kết hợp đồ gỗ nội thất, hiện đang gia công sản phẩm bằng phương pháp thủ công. Để mở rộng sản xuất và cải thiện năng suất lao động, anh Trường đã quyết định đầu tư cấu hình máy CNC đục gỗ 13254 đầu nâng cấp tại Đông Phương. Máy có hành trình làm việc chiều ngang 1m55 và chiều dài 2m5. Trang bị 4 mũi đục GDZ thương hiệu Wincam độc quyền. Trong đó, anh Trường lựa chọn đầu tư cấu hình máy với 2 spinner công suất 1,5kW và 2 spinner công suất 2,2kW, giúp máy có thể chạm khắc hoa văn đa dạng trên các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ với đường nét tinh xảo, chiều sâu từ 2-8cm. Máy có phần kết cấu cơ khí chắc chắn, khung bệ máy hoàn toàn bằng thép nhập khẩu, phay cơ khí chính xác bằng hệ thống máy phay giường, kết hợp tăng cứng bên trong, nâng cao độ ổn định cho toàn hệ thống máy. Thời gian sử dụng có thể lên tới 10 năm hoạt động liên tục. Vai máy 35cm giúp máy có thể gia công các phôi gỗ dày lên tới 30cm. Hệ thống dẫn ướng 30XYZ được nhập khẩu chính hãng TBI Đài Loan, kết hợp hệ thống động cơ servo hiệu suất cao, thương hiệu Lissai, giúp máy vận hành ở tốc độ nhanh và ổn định trong thời gian dài. Sản phẩm tạo ra sắc nét dù là những chi tiết nhỏ nhất. Máy được trang bị chắn bụi trục X và Z, giúp tăng tuổi thọ của hệ thống dẫn hướng. Máy sử dụng dòng card điều khiển CA100BO2, giao diện điều khiển thông minh, hoàn toàn bằng tiếng Việt, giúp khách hàng dễ dàng trong quá trình học vận hành. Máy còn có thiết kế hệ thống cảm biến thông minh, hệ thống báo lỗi khẩn cấp, giúp theo dõi và phát hiện sớm tình trạng lỗi máy. Máy CNC đục gỗ Đông Phương được bảo hành 3 năm phần cơ khí và 1 năm phần điện. Linh kiện đổi mới trong thời gian bảo hành, Đông Phương hỗ trợ miễn phí khách hàng vẽ, chỉnh sửa và scan mẫu trong 1 năm đầu sử dụng máy. Tặng kho mẫu miễn phí lên tới 5.000 file. CNC Đông Phương là nhà sản xuất máy CNC hàng đầu Việt Nam. Công ty có thể điều chỉnh, thiết kế cấu hình máy theo yêu cầu của khách hàng. Đây là một trong những điểm khác biệt của CNC Đông Phương với nhiều đơn vị cung cấp máy CNC khác trên thị trường. Để được tư vấn hơn về các cấu hình máy CNC đục gỗ tại Đông Phương,
quý khách hàng có thể liên hệ với hotline 0968 68 9988 0383 669 966. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.